Ngọc Lâm xin chào tất cả quý vị và mọi người đang xem. Và chúc cho mọi người xem video này nhiều điều may mắn và đầy hạnh phúc. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh và phải nhấn vào nút chuông ở dưới để mà theo dõi kênh, không bỏ lỡ những video khác khi mình đã đăng tải lên. Và hôm nay tôi sẽ xem trong tháng tháng 12 năm 2020 năm Canh Tý âm lịch thì cái ngày nào là tốt nhất để chúng ta lập mái lên trần nhà để cho tốt cái nhà mình được may mắn và làm ăn sẽ phát đạt cho quý vị trong năm năm 2020 trong tháng 12 này. Quý vị thì xem từ đầu đến cuối để mà biết cái ngày nào là tốt nhất để chúng ta lập mái lên trần nhà cho tốt đẹp và được may mắn cho mình và tránh những ngày xấu đây. Nó không tốt đẹp cho mình và sẽ cấn kỵ. Trong ngày mùng 1 tháng 12 thì năm 2020 Canh Tý thì ngày ngày mùng 1 là ngày Tân Dậu, ngày của Hắc Đạo, cho nên ngày này của thọ thủ tử Cô Thuần, cho nên ngày này là dẫn đến tử mạng, nên ngày mùng 1 là ngày xấu, chúng ta không nên lập mái lên tầng nhà. Ta bảo quê ngày mùng 2 tháng 12 là ngày Nhâm Tuất, ngày của Hoàng Đạo, ngày Thiên Quý Thanh Long, ngày của Thanh Long rất là tốt, Thiên Quý và hành thủy được thu sao giác, giờ tốt, giờ dần, giờ thìn, giờ tỵ, giờ thân, giờ dậu, giờ hợi, đó là những giờ tốt để chúng ta lập mái lên trần nhà sẽ được may mắn cho quý vị trong căn nhà của mình. Thì ngày mùng 2 là ngày tốt để chúng ta lập mái lên trần nhà. Ngày mùng 3 tháng 12 thì ngày của Tam Nương rồi, cho nên ngày của Tam Nương thì chúng ta không nên lập mái lên trần nhà vì ngày xấu. Còn ngày mùng 4 tháng 12 thì ngày của Giáp Tý, ngày của hỏa tai, hỏa xe là tai hại cho gia đình, cho nên ngày mùng 4 là ngày tai hại. Chúng ta không nên lập mái lên trần nhà là ngày xấu. Ngày mùng 5 tháng 12 là ngày nghiệp kỵ. Ngày nghiệp kỵ thì ta nên bỏ qua, không nên xem, không nên làm. Ngày mùng 6 tháng 12 thì ngày này thì ngày của Nhâm Dần, thì ngày của Uy Tinh, xích khẩu kiếp sát, dẫn đến xích khẩu đau khẩu cai kình kẻ vả, dẫn đến sát mạng. Cho nên ngày này ngày xấu, không nên lập mái lên tầng nhà. Ta bảo qua, không nên lập mái lên tầng nhà. Ngày mùng 7 tháng 12 thì ngày của Tam Nương, thổ, cho nên vào việc ngày Tam Nương thì ta nên không làm, ta bảo quên. Ngày mùng 8 tháng 12 thì ngày của Mậu Thìn, ngày của Giá Rét Đại Hàn, ngày của Tiểu Hao sát chủ. Ngày mùng 8 tháng 12 là ngày sát chủ, cho nên dẫn đến sát mạng chết chóc, cho nên ngày này là ngày xấu, chúng ta không nên lập mái lên tầng nhà, bỏ qua. Ngày mùng 9 tháng 12 ngày của Kỷ Tỵ, ngày này ngày Hoàng Đạo Thiên Thanh Tam Hợp, ngày hành mộc trực định, sao Đẩu, cái giờ tốt, giờ Xíu, giờ Thìn, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Tuất, giờ Hợi, đó là những giờ tốt chúng ta sẽ lập mái lên trần nhà, sẽ được may mắn và thuận lợi để mà làm ăn trong cuộc sống của mình, sẽ được may mắn cho quý vị. Ngày mùng 9 tháng 12 là ngày tốt để chúng ta lập mái lên trần nhà. Ngày đó, ngày mùng 9 là ngày tốt chúng ta lập mái. Và ngày mùng 10 tháng 12 thì ngày của Canh Ngọ, ngày của xích khẩu là đấu khẩu, chẳng lớn cải kinh cải quẻ, cho nên và việc lập mái thì không nên lập mái là ngày xấu, dẫn đến cải lộn. Ngày mùng 1 tháng 12 thì ngày của Tân Bùi, ngày của Hắc Đạo, ngày quật nghiệt phá và là trực phá nữa. Cho nên cái việc về trực phá, nghiệt phá là phá tan phá vỡ trong công việc làm ăn, trong bất cứ công việc của mình, nếu mà mình lập phá lên đồng nhà trong ngày này thì dẫn đến thất bại. Cho nên ngày 11 tháng 12 là ngày xấu, chúng ta không nên lập phá lên đồng nhà. Ngày 12 tháng 12 thì ngày của Nhâm Thân, ngày của Lôi Công Hỏa Tinh. Ngày của Lôi Công Hỏa Tinh là chúng không nên lập mái lên trần nhà.
Ngày 13 tháng 12 thì ngày của Tam Lương rồi, Thủ tử nữa, cho nên ngày này không nên lập mái lên tầm nhà, là ngày xấu. Ngày 14 tháng 12 thì ngày của Nghiệp Kỵ rồi. Nghiệp Kỵ thì ta nên bỏ qua, không nên xem. Làm sẽ là bài cho mình. Còn ngày 15 tháng 12 thì ngày của Ất Hợi, ngày của Thiên Tặc, Tiểu Không Vong. Ngày này thì không nên lập mái lên tầng nhà, vì là ngày xấu, là ngày Tiểu Không Vong của Thiên Tặc, dẫn đến ăn cắp trộm, cho nên ngày này không nên lập mái lên tầng nhà. Và ngày 16 tháng 12 thì ngày của Bính Tý, ngày của Thiên Xé, Hỏa Tai, Hồn Xe. Hỏa Tai là tai hại, dẫn đến hồn xe là xe vắng, cho nên ngày này, ngày 16 là không nên lập mái lên tầng nhà, dẫn đến tai ác tai hại cho mình. Ngày 16 là ngày xấu, chúng ta bỏ qua, không nên làm trong ngày này. Và ngày 17 tháng 12 thì ngày của Đinh Sửu, ngày của Không Phòng, Tiểu Hồng Xe, ngày của Hắc Đạo, cho nên Tiểu Hồng Xe là ngày xấu, chúng ta không nên làm. Ngày 18 tháng 12 thì ngày của Tam Lương rồi, kiếp sát nó, cho nên ngày này rất là xấu, chúng ta không nên lập mái lên đâu nha. Ngày 19 tháng 12 thì ngày của Kỷ Mão, ngày của Tùng Tang, Dương Công Kỵ, Tùng Tang, dẫn đến là dẫn đến chết chóc, cho nên là ngày này là ngày xấu, chúng ta không nên lập mái lên nha. Ngày 20 tháng 12 thì ngày Canh Thìn, ngày của Hắc Đạo, ngày của Nguyệt Hư Sát Chủ. Và việc sát chủ Nguyệt Hư là dẫn đến tánh mạng chết chóc, sát mạng, cho nên ngày này không nên lập mái lên tầng nhà, là ngày xấu. Ngày 21 tháng 12 thì ngày của Tân Tỵ, ngày này bởi vì đại hao Hỏa Tinh và được đại hao, cho nên chúng ta không nên lập mái lên tầng nha, vì sẽ hao hụt tiền bạc. Nếu mình lập mái trong ngày này thì sẽ dẫn đến làm ăn thất bại, dẫn đến hao hụt, cho nên ngày 21 tháng 12 là ngày xấu, chúng ta không nên lập mái lên tầng nhà. Ngày 22 tháng 12 thì ngày của Tiết Lập Xuân, Sang Xuân. Ngày 22 tháng 12 là Lập Xuân, Sang Xuân rồi. Và ngày của Xích Khẩu Tam Lương, cho nên ngày này chúng ta không nên lập mái lên tầng nhà. Ngày 23 tháng 12 thì ngày của Nguyệt Kỵ, và Nguyệt Kỵ thì ta nên bỏ qua, không nên xem, không nên làm. Ngày 24 tháng 12 thì ngày của Giáp Thân, ngày của Kim Thần Sát. Bởi việc Kim Thần Sát, Thần Sát và ngày của Trực Phá nữa, cho nên rất xấu, dẫn đến phá tan, phá vỡ công việc làm ăn của mình thất bại, cho nên ngày 24 tháng 12 là ngày xấu, chúng ta không nên lập mái lên tầng nhà. Và ngày 25 tháng 12 thì ngày của Ất Dậu, ngày của Hắc Đạo, ngày của Thủ Tử, dẫn đến tử mạng, cho nên ngày 25 tháng 12 là ngày xấu, chúng ta bỏ qua, không nên xem, không nên làm. Và ngày 26 tháng 12 thì ngày của Bính Túc, ngày của Đại Hồng Xe, Thanh Long, Thanh Cương, ngày của Ngũ Quỷ. Cho nên ngày của Ngũ Quỷ thì chúng ta không nên lập mái lên nhà. Ngày này cũng là đã còn kề cuối tháng rồi, ngày của Ngũ Quỷ, cho nên rất là xấu. Và ngày 27 tháng 12 thì ngày của Tam Lương, Thiên Tặc, cho nên ngày của Tam Lương chúng ta không nên xem, không nên làm. Ngày 28 tháng 12 ngày của Mậu Tý luôn, ngày của Hỏa Tai, Hồn Xe, tai hại cho gia đình rất xấu, vì ngày là cuối tháng. Và ngày 29 tháng 12 thì ngày của Kỷ Sửu, ngày của Không Phòng, Tùng Tang, cho nên Tùng Tang là dẫn đến tai ách tai nạn, là chết chóc cho gia đình của mình. Ngày 29 này cũng là ngày cuối tháng rồi, những ngày tốt là ở phía trước chúng ta nên làm. Còn ngày 30 tháng 12 thì ngày của Canh Dần, ngày của Kiếp Sát, và việc Kiếp Sát 30 là ngày Tết rồi, ta nên bỏ qua, không nên xem. Trong ngày này thì ta lựa ngày tốt trong cái đầu tháng mà thôi, để chúng ta lập mái lên tầng nhà sẽ được may mắn. Còn những ngày cuối tháng thì chúng ta không nên làm nữa, vì ngày cận kề Tết rồi thì chúng ta không nên làm.
Thì trong đó thì trong tháng 12 thì chỉ có 2 ngày là tốt nhất để chúng ta làm đập máy lên tầng nhà mà thôi. Đó là ngày mùng 2 và ngày mùng 9 là rất là tốt cho việc lập máy lên tầng tầng nhà. Đó là hai ngày đó là đầu tháng chúng ta lập máy lên tầng nhà sẽ được may mắn trong cái căn nhà của mình, làm ăn sẽ thịnh vượng, làm ăn sẽ phát đạt cho mình trong 2 ngày đó. Để mình làm của những ngày khác thì những ngày đại bại không không tốt, chúng ta không nên làm những ngày đó, chỉ là ngày mùng 2 và ngày mùng 9 là tốt nhất mà thôi. Chúc cho mọi người trong 2 ngày đó thì sẽ lập máy lên tầng nhà được may mắn và làm ăn sẽ phát đạt, ổn định cuộc sống trong gia đình của mình. Xin chào tất cả mọi người nha.